chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương, biệt danh Cô Tiên. Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 11 cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương, sinh năm 1994, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi liên quan đến ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả liên quan đến đường dây tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong vụ án, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng. Công an thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Điển hình như Nguyễn Trung Hiếu, ca sĩ Tri Dân, Nguyễn Thị An, người mẫu An Tây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Qua đó, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nguyễn Đỗ Trúc Phương được cộng đồng mạng ví là cô tiên vì ngoại hình xinh đẹp và thường làm việc thiện nguyện gây xúc động trên mạng. Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã thành lập quỹ Trung Mạnh Thường Quân và đã rong ruổi khắp thành phố Hồ Chí Minh lẫn các tỉnh lân cận để mang đến những giá trị tốt đẹp cho những mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Hành trình thiện nguyện của Trúc Phương được biết đến giúp hàng ngàn người với số tiền lên đến hơn 10 tỷ. Nguyễn Đỗ Trúc Phương được sinh ra trong gia đình khá giả. Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng vinh dự là một trong 27 gương thanh niên được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 và là nhân vật chia sẻ câu chuyện tại chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam. Bắt giữ Trần Văn Tín vận chuyển hàng nóng và ma túy qua biên giới. Trưa 14 tháng 11, tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy mang theo súng quân dụng qua biên giới. Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tín, sinh năm 1985, ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, mang theo 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu Tín khai nhận, đối tượng được một người lạ bên Lào thuê vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam với số tiền 120 triệu đồng. Khi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có người liên hệ để nhận hàng và trả tiền công. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an đang điều tra người đẹp An Tây do liên quan ma túy. Ngày 10 tháng 11, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ người mẫu diễn viên Andrea Aber, 29 tuổi, tức Nguyễn Thị An hay An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha và một số người liên quan đến ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư phường Thành Mỹ Lợi thành phố Thủ Đức. Tại đây, người mẫu diễn viên An Tây và những người bạn có biểu hiện sử dụng ma túy. Được biết, An Tây hay Nguyễn Thị An cùng gia đình chuyển đến sống tại Việt Nam từ nhỏ. An Tây cũng là người mẫu, diễn viên, MC và cũng là TikToker nổi tiếng. Andrea Baby sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng của làng người mẫu phía Bắc. Ngoài diễn thời trang, cô từng tham gia một số phim như Hoàng tử và Lọ lem, Để mai tính 2. Andrea Amber kể rằng cô sống ở Việt Nam từ nhỏ và đã 10 năm chưa về lại Tây Ban Nha. An Tây thừa nhận hiện tại cô giỏi tiếng Việt hơn cả tiếng mẹ đẻ, thậm chí trong đầu nảy ra ý định nhiều suy nghĩ bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, Công an quận Tân Bình cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra ca sĩ Tri Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, nghi vấn liên quan đến ma túy. Hiện Tri Dân, Andrea Aber
được là từ khóa hot đang được tìm kiếm trên Google. Cụ thể, ngày 10 tháng 11, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi vấn liên quan đến ma túy. Trước đó, ca sĩ Chi Dân bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Hiện vụ việc vẫn đang mở rộng điều tra nên chưa cung cấp về kết quả xử lý. Tối ngày 9 tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Hình ảnh được bình luận chia sẻ rộng rãi. Trước đó, năm 2023, xuất hiện hình ảnh ca sĩ Chi Dân được cho là bị cơ quan chức năng mời làm việc liên quan đến sử dụng ma túy. Thời điểm đó, đại diện ca sĩ Chi Dân cực lực phủ nhận. Ca sĩ Chi Dân cũng không lên tiếng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, trong một buổi livestream của mình, ca sĩ Chi Dân gửi lời xin lỗi đến khán giả vì thời gian vừa qua đã khiến nhiều người thất vọng. Tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả fan club, xin lỗi chị em đồng nghiệp đã từng giúp đỡ và yêu thương tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua, tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi, trong lần trở lại này, tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều. Tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ cống hiến nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt là với fan club. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này. Tôi hứa sẽ hát và ra nhiều ca khúc. Chi Dân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ với nhiều ca khúc đình đám như Mất Trí Nhớ, Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé, v.v. Người phụ nữ xây bong ke, nuôi chó bát ra cảnh giới để bán ma túy. Ngày 30 tháng 9, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thị Hải, biệt danh Hải Cua, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, và Nguyễn Văn Cường, biệt danh Cường Chó, sinh năm 1985, trú tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn. Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1989 và Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1992, hai anh em ruột cùng trú tại phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện một số đối tượng trong huyện cấu kết với đối tượng ngoài huyện để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 4 nghi phạm nêu trên. Tổng số lượng các loại ma túy đá thu giữ trong đường dây này với số lượng là 1.563 gram ma túy đá các loại, trong đó thu giữ khoảng 6.300 viên ma túy hồng phiến, tương đương với 1.447 gram methamphetamine, 85,77 gram heroin, 31,4 gram ketamine, 19,8 kg pháo hoa nổ và số tiền giữ là hơn 403 triệu đồng, hai sổ tiết kiệm với tổng số tiền 490 triệu đồng cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài liệu có liên quan. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt, thường xuyên thay đổi cách thức, địa điểm hoạt động. Các đối tượng đã xây dựng nhà điểm là bong ke, gia cố 3 lớp cửa được khóa bằng loại khóa chống cắt và chống phá, sử dụng nhiều người cảnh giới, lắp đặt nhiều camera, nuôi 2 con chó Berger để cảnh giới hoạt động mua bán, cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng chủ mưu cầm đầu manh động và các đối tượng tham gia đều có tiền án tiền sự về các loại tội phạm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.